Mọi người từng thấy là Quỳnh trong những dạng vai như là cô gái cá tính này, sang chảnh này và tiểu thư điệu đà ghê gớm. Thì đến với vai diễn lần này thì Quỳnh lại trở thành một bà mẹ trong bộ phim, và đây cũng là lần đầu tiên trên sóng truyền hình mà Quỳnh được đảm nhận một vai diễn là mẹ. Và Quỳnh đã phải hóa trang trở thành một người phụ nữ trông thùy mị hơn, nết na hơn và trông mình nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với những vai diễn trước đây ạ. Sau Mùa Hoa Tìm Lại, đạo diễn Vũ Minh Trí tiếp tục mang tới bộ phim tâm lý tình cảm chứa đựng nhiều nút thắt kịch tính. Câu chuyện phim xoay quanh hành trình của Hạnh, cô gái trẻ 18 tuổi với hoàn cảnh khá đặc biệt. Bố mẹ đều đã mất, Hạnh ở cùng với Hương là con gái chồng sau của mẹ mình. Mối quan hệ hai chị em không chút máu mủ này luôn căng thẳng. Một biến cố xảy đến khiến cuộc sống của Hạnh bước sang ngã rẽ đầy gập ghềnh phía trước. Kịch bản Đừng Làm Mẹ Cáu được xây dựng với tiết tấu nhanh, các biến cố nối nhau liên tiếp, những nút thắt cao trào xuất hiện ngay từ đầu phim. Mỗi nhân vật là một mảnh ghép được sắp xếp hữu ý nhằm mang đến bất ngờ cuốn hút người xem. Vinh nghĩ đây là một kịch bản có cái nhịp rất là tốt, nhịp rất là nhanh. Những cái sự kiện diễn ra trong phim thì nó cũng khá là hiện đại. Cái mạch phim Vinh nghĩ là Vinh thích. Cái cá tính của từng nhân vật rất là rõ, cũng như là cái diễn tiến của câu chuyện là nó sẽ tạo được một cái sức hút. Hiện tại thì Vinh chỉ đọc được khoảng hơn 10 tập kịch bản thôi, nhưng mà Vinh cảm thấy tất cả các vai trong này đều có cái đức diễn rất là tốt và đều thể hiện được cái cá tính của từng nhân vật. Khi mà đọc vai diễn này thì Bình An thấy rằng là đối với Bình An thì ở thời điểm hiện tại thì là khó. Bởi vì nó khác hẳn so với những vai diễn trước mình đã từng làm, khác hẳn với con người của mình. Đây là một anh chàng gọi là hơi có tí điện ở trong người. Một anh chàng rất là thoải mái trong suy nghĩ cũng như là câu chuyện gia đình. Chính vì cái sự khác biệt này thế nên là mình cũng cần phải có thời gian để nghiên cứu và tìm tòi hơn. Khi mà anh đạo diễn, anh Vũ Minh Trí có nói rằng là em hãy lấy hình tượng của Johnny Depp, một nhân vật rất là nổi tiếng của Hollywood, thì mình cũng xem và cũng bắt chước cách diễn của Johnny Depp, nhưng mà bắt chước cũng chỉ là một phần thôi. Cái cá nhân của mình làm sao mình cảm nhận là mình chuyển hóa thành con người của mình thì đấy mới là cái quan trọng nhất. Và những cái ngày quay đầu tiên vừa rồi thì cũng rất là khó khăn đối với bản thân của mình. Đừng Làm Mẹ Cáu được xây dựng dựa trên chất liệu cuộc sống hàng ngày, những yêu thương lẫn đôi khi cáu gắt giữa mẹ và con gái, những va chạm nơi công sở hay rung động của mối tình đầu. Tất cả được thể hiện thông qua hành trình trưởng thành và đi tìm hạnh phúc của Hạnh. Với kịch bản gần gũi, cộng thêm nỗ lực miệt mài trên trường quay của ekip đoàn phim, Đừng Làm Mẹ Cáu hứa hẹn mang tới những cảm xúc thú vị cho khán giả theo dõi. Sự trở lại lần này của Quỳnh sẽ là một vai diễn vô cùng khác so với trước đây, và Quỳnh rất mong rằng quý vị khán giả sẽ đón nhận vai diễn của Quỳnh trong bộ phim sắp tới sẽ được lên sóng trên VTV3. Và Quỳnh cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi, đồng hành, ủng hộ Quỳnh trong suốt chặng đường Quỳnh làm nghề, và Quỳnh tin chắc rằng vai diễn lần này của Quỳnh sẽ mang tới một màu sắc vô cùng thú vị gửi tới quý vị khán giả. Với nhân vật mới Quân này thì Vinh hy vọng là khán giả sẽ tiếp tục đồng hành với Vinh cùng đón nhận một cái vai diễn Vinh nghĩ cũng rất là hay, rất là thú vị này. Và hy vọng là khi bộ phim được phát sóng thì sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, sự ủng hộ cũng như là sự thương yêu của quý khán giả dành cho bộ phim. Quý vị đón xem Đừng Làm Mẹ Cáu phát sóng 21h40 thứ 5, thứ 6 từ ngày 1 tháng 12 trên kênh VTV3.